chữa cái phần tiếp theo của phần 250 câu đếm nhận định hay sai. Ở đây chúng ta đã chữa đến câu số 20 rồi. Và bây giờ chúng mình sẽ chữa sang câu số 21. Ok, cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình. Hãy share video này lại, bởi đây một video free ạ. Và giúp chúng mình tag các bạn của cháu vào đây ạ. Câu số 21 ạ. Trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 ạ. Tiến hành các thí nghiệm sau ạ. Tiến hành các thí nghiệm sau. Điện phân magie clorua nóng chảy. Ở đây đề bài hỏi chúng ta là số thí nghiệm thu được kim loại là. Ở đây đề bài hỏi chúng ta là số thí nghiệm thu được kim loại là. Nào các cháu thử comment xem là có bao nhiêu thí nghiệm thu được kim loại ạ? Có bao nhiêu thí nghiệm thu được kim loại ạ? Nào. Ở đây mình có này, điện phân magie clorua nóng chảy thì phải mình thu được magie cộng với lại Cl2 thì anh ấy thu được kim loại đúng không ạ? Kim loại là kim loại magie nhá. Tiếp tục ạ. FeNO3 hai lần mà cộng với lại AgNO3 thì có phải là mình sẽ thu được là gì ạ? Fe3 cộng cộng với bạc đúng không ạ? Bạc là kim loại nhá. Được chưa? Nhiệt phân hoàn toàn CaCO3 thì mình sẽ thu được CaO cộng với lại CO2 nhá. Không thu được kim loại nhá. Vứt nhá. Được chưa? Nào các cháu thử xem nào. Xem liệu mình làm đúng không ạ? Cho natri vào kim loại và dung dịch CuS4 giữa rất nhiều cháu sẽ quen theo này ạ, tạo thành Cu cộng với Na2S4 ạ, toang ạ. Cái cháu biết toang lại sao ạ? Toang ạ, toang chặt luôn ạ. Tại vì thế này ạ, nó dung dịch CuS4 thì nó có nước, thế thì natri vào nước thì nó tạo thành NaOH. Vậy thì chỗ phương trình này nó là natri cộng nước tạo thành NaOH nhé. Đầu tiên là cộng nước tạo thành NaOH, sau đó mới cộng với CuS4 dư thì chuẩn ra nó phải tạo thành gì ạ? CuOH2 lần cộng với Na2S4 và có sủi bọt khí rô bay lên cơ ạ. Rất nhiều cháu bị chết chỗ này ạ. Nhanh nhẩu đoạn thật thà hư ạ. Ok ạ. Hãy like một cái vì đây là một cái câu lừa rất là hay ạ. Ok. Vậy là dê. Dê dạo dê không thu được. Chỗ này hỏi là kim loại nhá. Dê không thu được kim loại vứt. Dẫn khi rô dư đi qua bột CO đun nóng thì mình thu được CO cộng với H2O đúng không? Là thu được kim loại. Vậy mình có là số thí nghiệm thu được kim loại là 1, 2, 3. 3 thí nghiệm thu được kim loại. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Nhá. 3 thí nghiệm thu được kim loại. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok. Hãy share nhiệt tình và hãy share. Đây là một video về đếm nhận định tổng ôn lý thuyết cực kỳ kinh điển đến từ chú Minh Violin ạ. Ok, hãy share vì là học sinh chú Minh ạ. Cảm ơn tất cả các cháu ạ. Nào câu số 22 ạ các cháu. Câu số 22 có bao nhiêu phát biểu đúng ạ? Câu số 22 có bao nhiêu phát biểu đúng ạ? Trong một đề thi Trung học phổ thông quốc gia thì có 24 câu lý thuyết. Nếu chúng ta làm đúng hoàn toàn bộ 24 câu thì là chúng ta sẽ là được tận 6 điểm ạ. Cực kỳ ngon lành cành đào ạ. Câu 22 ạ, 22 trong đề minh họa Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Cái cuốn sách này chúng mình tổng hợp tất cả các câu cực kỳ thú vị, 250 câu đếm nhận định cực kỳ thú vị ở trong tất cả các đề nhá. Coi như mình tổng ôn lý thuyết luôn ạ. F đây nhá, đề bài hỏi chúng ta phát biểu đúng ạ. Thép là hợp kim của sắt chứa 25% khối lượng carbon, cái này sai. Đúng không? Nó là gang thì mới là 25%. Bột nhôm trộn với sắt 3 oxit dùng để hàn đường ray bằng phản ứng nhiệt nhôm. Bột nhôm, đây ạ, bột nhôm và bột sắt 3 oxit Fe2O3 đúng là hỗn hợp thép mít dùng để hàn đường ray, chính xác. Dùng Na2CO3 làm mất tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu của nước, cái này chính xác. Na2CO3 và Na3PO4 đúng không ạ? Dùng bột lưu huỳnh để xử lý thủy ngân rơi vãi khi nhiệt kế bị vỡ, chính xác ạ. Khi làm thí nghiệm kim loại đồng tác dụng dung dịch H2O3, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch kiềm, chính xác. Bởi vì là đồng tác dụng H2O3 ấy, thì nó hay sinh ra là khí NO với lại NO2, thường là sinh ra khí NO2, thì NO2 thì nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch kiềm thì nó sẽ hấp thụ NO2. Vậy là Y đúng ạ. Vậy mình có là 1 2 3 4 à, và chúc mừng tất cả các bạn đã comment đáp án C ạ. Đáp án C của chúng ta là đáp án đúng ạ. 4 nhận định đúng ạ. Đấy. Rất là hay đúng không ạ? Về phần lý thuyết này nếu chúng ta tổng ôn những câu như này thì cực kỳ coi như là chúng ta ôn lại lý thuyết luôn ạ. Chúng ta sang câu số 23 đó cả nhà. 23 không biết cả nhà chọn đáp án gì ạ? 23 là đề minh họa Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 lần 2 ạ. Cho các phát biểu sau. Cho các phát biểu sau ạ. Tất cả các peptide đều có phản ứng màu biểu đây. Câu này đúng hay sai ạ? Tất cả các peptide ạ. Tất cả các peptide thì đều có phản ứng màu biểu đây. Là đúng hay sai ạ? Sai chặt đúng không ạ? Bởi vì làm sao ạ? Tất nó phải là từ gì ạ? Từ ripeptide trở lên ạ. Bỏ A. Muối phenylamoni clorua không tan trong nước. Đây. C6H5. NH3Cl. Các cháu chú ý nhá. Anh này là muối phenylamoni clorua thì hầu hết tất cả các muối clorua từ bạc clorua trừ anh bạc clorua thì nó đều tan trong nước. Thế đây nó là không tan là sai ạ. Ok. Ở điều kiện thường thì metinamin và dimetinamin là những chất khí, cái này đúng chúng đúng không? Ở điều kiện thường
thì metionamin và dimetionamin thì nó là chất khí. Ok. Trong phân tử peptide mạch hở có 4 nguyên tử oxy. Chỗ này câu này nhiều cháu bị nhầm. Gliala một liên kết NHCO một oxy. Ala gli có một liên kết NHCO cũng có một oxy nữa. Một đầu khác đầu nhóm COOH lại hai oxy nữa, vậy tổng cộng chúng ta có 4 nguyên tử oxy. Chính xác, dây đúng. E, ở điều kiện thường amino acid là những chất lỏng. Cái này là sai hoàn toàn luôn. Ở điều kiện thường thì amino acid của chúng ta là những chất rắn nhá. Vậy sai. Vậy ở đây chúng ta có bao nhiêu đáp án đúng ạ? Số phát biểu đúng là gì ạ? 1, 2 mình gọi C và D, vậy mình gọi hai đáp án phát biểu đúng. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, hai phát biểu đúng nhá các cháu nhá. Ok. Sang câu 24 ạ. Câu 24 ạ. Cho các phát biểu sau. Câu 24. Cho các phát biểu sau. 24 nào. Cho các phát biểu sau. Đề bài hỏi cái gì ạ? Số phát biểu đúng là dung dịch hỗn hợp gồm FeSO4 và H2O4 thì làm mất máu dịch KMR4, nó hoàn toàn chính xác. Để ở sắt dương 2 thì nó lên sắt dương 3, đúng không? Sắt lên dương 2 mà lên sắt dương 3 thì chắc chắn 100% mất máu dịch KMR4. Fe2O3 có trong tự nhiên dưới dạng quặng hematit, cái này chúng mình vẫn dạy. Sắt hai chân, H2 chân phải nói là hematit, chính xác. Hai trong này đúng nha. Sang mé bên này, mé này hỏi về crom ạ. CrO3 lần tan là dung dịch axit mạnh và kiềm, chính xác. CrO3 là oxit axit tác dụng với nước chỉ tạo ra một axit là sai, tạo ra hai axit. Vậy mình có ba nhận định đúng đúng không ạ? Đáp án đúng đáp án A. À. Câu số 25 ạ, câu số 25. Câu số 25 là một câu nó lại xoáy hơn và khó hơn. Đấy, các cháu nhìn thấy rất là kinh luôn ạ. Nhưng mà nếu chúng ta mà kinh như thế này coi như tèo luôn ạ. Cảm ơn các cháu đã theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Hãy share lại video này về đây một video free ạ. Và giúp chúng mình tác tất cả các bạn và cháu vào đây vậy ạ. Câu 25 ạ, các bạn cùng comment đáp án đi ạ. Hôm nay hơi buồn nhỉ. Các kim loại natri, kali, bari thì đều phản ứng mạnh với nước. Natri, kali, bari phản ứng mạnh với nước, chính xác. Kim loại đồng thì tác dụng với đây có NO3 trừ này, đây có H cộng này, vậy là co nhát NO3, vậy là có tác dụng đúng không? Crom thì bền trong không khí và nước do các lớp màng oxy bảo vệ đúng. Cho bột đồng và lượng dư FeCl3 thì thu được dung dịch chứa 3 muối. Nó tạo thành gì ạ? Đồng 2 cộng này. Sắt 2 cộng này. Và có cả sắt 3 cộng dư, vậy mình đúng là thu được 3 muối thật. D. Hỗn hợp nhôm BaO tỷ lệ mol tương ứng là 1:1 thì tan hoàn toàn trong nước, chính xác ạ. Bởi vì là nó sẽ tan tạo thành Ba AlO2 tất cả hai lần thì tan hoàn toàn luôn, chính xác. Ngoài ra còn BaO hai lần dư nữa cơ các cháu ạ. Được không? Tiếp tục ạ. Lưu huỳnh phosphor anconitic đều bốc cháy khi tác dụng với lại CrO3. Chính xác. Vậy ở đây chúng ta sẽ có tất cả đều đúng 1 2 3 4 5 6. 6 nhận định của chúng ta đều đúng nhá các cháu nhá. Đáp án đúng là đáp án D. Câu số 26. Đây là những cái câu mà khiến cho bao đời học sinh đều là gì ạ? Hoảng loạn. Thì hôm nay có chúng mình đây ạ. Khá là chất ạ. Những câu đếm nhận định cực kỳ kinh điển ạ. Câu 26 ạ, cho phát biểu sau. 26 cho phát biểu sau. Số phát biểu đúng là điện phân dung dịch NaCl điện cực trơ thì thu được natri tại cathode. Điện phân dung dịch NaCl điện cực trơ thì thu được natri tại cathode. Chú ý, đây là điện phân dung dịch. Điện phân dung dịch thì natri không bị điện phân đúng không ạ? Vớt nhá. Có thể dùng CaO hai lần làm mất tính cứng của nước cứng tạm thời. Đúng, nếu mà chúng ta sử dụng với lại CaO hai lần lượng vừa đủ thôi ạ, thì là đúng nhá. Lượng vừa đủ thì là đúng. Ok. Nào. Câu ý C ạ. Ý C ạ. Nào, thạch cao nung có công thức là gì ạ? Thạch cao nung thì có công thức là Cl4 ngậm 1 lần nước, còn đây là Cl4 mà ngậm 3 2 lần nước thì nó phải là thạch cao sống nhá. C sai. Tiếp tục ạ. Trong công nghiệp nhôm được sản xuất bằng cách điện phân nóng chảy Al2O3. Đúng các cháu? Trong công nghiệp nhôm được sản xuất bằng cách điện phân nóng chảy Al2O3. Đúng đúng ạ, chính xác. Điều chế AlOH3 lần bằng cách cho AlCl3 tác dụng với dung dịch NH3. AlCl3 tác dụng với NH3 được, có thể điều chế được bởi vì là NH3 không hòa tan AlOH3 lần. Vậy ở đây mình có 1 nhận định đúng, 2 nhận định đúng, 3 nhận định đúng nhá. Tổng cộng chúng ta có 3 nhận định đúng, được chưa? Ý A là sai ạ, dung dịch thì không thu được natri. Ý C sai, nó là thạch cao sống cơ. Vậy 1 2 3, 3 nhận định đúng, vậy đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án D các cháu nhá. Ok ạ, đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án D cơ. Ok ạ, ngon lành cành đào không ạ? Nào, câu 27 ạ. 27 ở trong đề thi Trung học thông quốc gia 2017 ạ. Câu 27 đề bài hỏi là sau khi các thí nghiệm xảy ra hoàn toàn thì số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là
Theo các cháu thì trong này có bao nhiêu thí nghiệm thu được hai muối ạ? Cùng comment đáp án xuống đây để chúng mình coi ạ. Chúng mình coi, chúng mình còn độ cho chứ. Đúng không ạ? Hôm nay chúng ta cùng chiến 2000 câu. Nào, câu 27 ạ. 27 ạ. Thực hiện các thí nghiệm sau. Sau khi các thí nghiệm xảy ra hoàn toàn thì số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là bao nhiêu? Fe3O4 và HCl thì chắc chắn chúng ta sẽ thu được gì ạ? FeCl2 và FeCl3 đúng là hai muối thật. Một cháu. Fe3O4 và dung dịch HNO3 dư tạo sản phẩm khử duy nhất là NO thì nó chỉ tạo thành một muối duy nhất là FeNO3 ba lần thôi, đúng không? Vứt nhá. Vứt luôn ạ. Tiếp tục đi ạ. Sục khí SO2 đến dư do là SO2 dư nhá, các cháu lưu ý. Do là SO2 dư nên trong dịch chúng ta chỉ tồn tại NaHSO3 mà thôi. Một, vứt. Cho Fe vào dung dịch FeCl3 dư. Fe vào dung dịch FeCl3 dư thì chắc chắn mình thu được FeCl2 và có cả FeCl3 dư. Đúng không? Cháu này tiếp. Ok ạ. Cho hợp đồng và FeCl3 tỷ lệ mol 1:1 vào nước. Thế thì đồng và FeCl3 mà tỷ lệ mol 1:1 thì mình có đồng cộng với lại sắt dương 3 thì tạo thành đồng dương 2 cộng với lại sắt dương 2 tỷ lệ mol 1:1 thế nhưng là thành phải 2 cơ. Vậy là đồng dư ạ. Đồng dư thì trong dịch chỉ tồn tại đồng 2 cộng và sắt dương 2 thôi nhá. Do đồng dư trong dịch chỉ tồn tại đồng 2 cộng và sắt dương 2 thôi. Vậy cháu này cũng có hai muối ạ. Cho nhôm và HNO3 loãng không có khí thoát ra. Cho nhôm và HNO3 loãng mà không có khí thoát ra vậy thì chắc chắn mình sẽ có tạo thành AlNO3 ba lần cộng với lại NH4 NO3 đúng không ạ? Vậy mình sẽ có cả G nữa. Vậy tổng cộng mình có 1 2 3 4 4 anh. Vậy suy ra số thí nghiệm thu được dung dịch cho hai muối là 4. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. À, ok, Tiên Dương tất cả các bạn comment đúng ạ. Tiên Dương tất cả các bạn comment đúng ạ. Đấy. Những cái bạn comment đúng ấy là những cái bạn mà không sợ sai và dám comment nhiều lần. Đấy, thì như vậy thì chúng ta sẽ có thể thành công được. Ok, sang câu 28 ạ. Hãy nhanh tay share lại video này bởi đây một video free ạ và giúp chứng minh tất cả các bạn của cháu vào trong video này vậy ạ. Câu số 28. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là dùng BaOH lần có thể phân biệt được NaAlCl3 và Na2S4 được. Nếu mà cho BaOH lần dư thì anh này không hiện tượng. Đúng không? Kết tủa là kết tủa tan ấy, anh này có kết tủa màu trắng. Được, a à, đúng. Cho dung dịch NaOH và dung dịch AlCl3 dư thì thu được kết tủa. AlCl3 dư thì chắc chắn chúng ta thu được một kết tủa duy nhất thôi. AlOH 3 lần nhá. Nhôm là kim loại nhẹ, màu trắng bạc, dẫn điện tốt, dẫn nhiệt tốt, nhẹ trắng bạc đúng, dẫn điện tốt, dẫn nhiệt tốt đúng. Thế còn NaOH và dung dịch AlCl3 dư thu được kết tủa cũng đúng luôn. Kim loại nhôm tan trong HNO2-4 đặc nguội. Gì ạ? Nhôm sắt chrome thì bị thụ động trong H24 đặc nguội và HNO3 đặc nguội nên là toang. Ở nhiệt độ cao thì NaOH và AlOH 3 lần đều không bị phân hủy sai. AlOH 3 lần bị phân hủy để tạo thành Al2O3 cộng nước. Thì vậy nên thằng này cũng sai. Vậy số phát biểu đúng là 1, 2, 3. Chúng ta tổng cộng có 3 phát biểu đúng. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. 3 phát biểu đúng. Ok. Câu 29 ạ. Câu 29 nào. 29 đáp án gì ạ? 29 đáp án gì ạ? 29 trong đề thi trung học thông quốc gia 2017 chúng ta có 250 câu đếm nhận định cơ. Làm thoải mái từ giờ đến hôm thi luôn ạ. Cho các hiểu sau, trong dung dịch glycine thì tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực, chính xác. Amino acid là chất rắn kết tinh và dễ tan trong nước, đúng hay sai các cháu? Đúng hay sai ạ? Đúng ạ. Glucose và saccharose thì đều có phản ứng trắng bạc là sai, xác không có trắng bạc nhá. Hydro hóa hoàn toàn triolein thì phải thu được tristearin chứ không phải tripalmitin. Nhá, toàn tiếp. Triolein và protein thì cùng có thành phần nguyên tố là sai ạ. Triolein chúng ta chỉ còn có C, H và O. Protein chúng ta thì ngoài C, ngoài H, ngoài O thì còn có N nữa. Nên là sai ạ. Cellulose trinitrat được dùng là thuốc súng không khói. Đúng ạ. Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ có số phát biểu đúng là 1, 2, 3. Chúng ta có 3 phát biểu đúng nhá. 3 phát biểu đúng là A, B, G. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Ok ạ. Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang cùng học cùng chúng mình buổi học ngày hôm nay. Các cháu nhanh tay comment đáp án của chúng mình theo ạ. Hôm nay các bạn học chưa tập trung cho lắm đâu ạ. Các bạn những bạn nào yêu cầu, những bạn nào chưa học tập trung thì tập trung vào học nhá. Cùng comment đáp án xem là đúng hay sai nhá. Ok, cảm ơn tất cả các cháu. Câu 30 ạ. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là
Nhìn ạ, những phát biểu đó đúng ạ. Dung dịch lòng trắng trứng thì bị đông tụ khi đun nóng. Dung dịch lòng trắng trứng thì bị đông tụ khi nó đúng ạ. Nó là protein đông tụ khi đun nóng là hoàn toàn chính xác. Trong phân tử lysine có một nguyên tử nitơ. Sai ạ. Lysine chúng ta làm sao? Có một nhóm COH và hai nhóm NH2. Vậy thì suy ra nó phải có hai nguyên tử nitơ chứ không phải là một. Dung dịch alanin thì làm đổi màu quỳ tím. Alanin thì có một nhóm COH và một nhóm NH2, không làm đổi màu quỳ ạ. Triolin có phản ứng cộng hydro hoàn toàn chính xác bởi vì nó có PCC, có cộng hydro nhá. Tinh bột là đồng phân của cellulose, sai ạ. Mặc dù là công thức phân tử của nó trông giống nhau ạ. C6H10O5 tất cả nó lần nhưng không phải là đồng phân bởi vì là N nó khác nhau, số mắc xích nó khác nhau. Anilin là chất rắn là sai. Anilin chúng ta nó phải là chất lỏng nhá. Vậy mình gọi chỉ có A và D thôi. Ủa, câu này rất nhiều cháo toang ạ. Chỉ có A và D. Vậy ở đây chúng ta chỉ có mấy nhận định đúng thôi ạ? Chỉ có B, hai nhận định đúng ạ. Ok ạ. Câu số 31, thực hiện các thí nghiệm sau. Các cháu có hiểu bài không ạ? Các cháu có hiểu bài không ạ? Nếu hiểu bài thì hãy share một cái về Word để coi như một lời cảm ơn chúng mình ạ. Ok ạ, là tiếp tục ạ. Câu 31 ạ. Sau khi kết thúc phản ứng thì số thí nghiệm thu được kết tủa là bao nhiêu ạ? Số thí nghiệm thu được kết tủa. Đề bài hỏi chúng ta là sau khi kết thúc phản ứng thì số thí nghiệm thu được kết tủa là bao nhiêu? Đun sôi nước cứng tạm thời. Nước cứng tạm thời chúng ta thì gồm có magie 2 cộng này, canxi 2 cộng này, HCO3 trừ. Nên khi đun sôi thì mình sẽ thu được CO3, đúng là thu được kết tủa luôn. Một cháu. Cho phèn chua vào lượng dư dịch BaOH 2 lần. Phèn chua chúng ta thì có ion S42 trừ đúng không? Thay S42 trừ mà vào BaOH 2 lần thì chắc chắn mình sẽ thu được kết tủa BaSO4. Nên chắc chắn cũng thu được kết tủa tiếp ạ. Chắc chắn chúng ta cũng thu được kết tủa tiếp ạ. Cho dịch NaOH dư vào dịch AlCl3. NaOH dư mà vào dung dịch AlCl3 thì mình có là do NaOH dư nên kết tủa AlOH 3 lần không tồn tại trong NaOH dư. Vứt ạ. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch CaOH 2 lần. Do là CO2 dư nên chắc chắn mình chỉ thu được CaHCO3 2 lần thôi, không có kết tủa đâu ạ. Vứt ạ. E ạ. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2, kết tủa AlOH 3 lần bị hòa tan bởi HCl dư nên là cũng không có kết tủa. Vậy mình có số thí nghiệm thu được kết tủa là A và B nhá. Mình có hai thí nghiệm, được chưa? Mình có hai thí nghiệm thu được kết tủa. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Chúng mình trả lời một chút cho các bạn là có bạn hỏi là glu và fruc có phải đồng phân nhau không, thì câu trả lời chúng mình là glu và fruc là đồng phân nhau nhá các cháu nhá. Glu và fruc là đồng phân nhau, xác và man là đồng phân nhau, được chưa? Chỉ có mỗi sen và tinh bột là không phải thôi. Ok ạ, sang câu 32 ạ. Nào mình sang câu 32 ạ. 32 rồi các cháu ơi. 32 đáp án gì ạ? 32 ạ. Tiến hành các thí nghiệm sau ạ. Tiến hành các thí nghiệm sau ạ. Nào. Tiến hành các thí nghiệm sau. Số thí nghiệm tạo thành chất khí là. Lưu ý ở đây đề bài hỏi chúng ta là chất khí các cháu nhá. Đề bài hỏi chúng ta là chất khí. Số thí nghiệm tạo thành chất khí là. Cho kim loại sắt vào dung dịch CuCl2 thì mình thu được FeCl2 cộng với Cu, không có khí, vứt. Cho FeNO3 2 lần tác dụng với dung dịch HCl thì mình có này, đây là sắt dương 2 này, đây là gốc NO3 trừ ạ. Đây là H cộng ạ. Có NO3 trừ có H cộng thì coi như là HNO3. Đấy chưa ạ? HNO3 tác dụng với sắt 2 cộng thì nó lên tạo thành sắt 3 cộng. Cộng với lại khí NO, vậy chúng ta đã có khí đầu tiên là khí NO. Ý B. Đúng chưa ạ? Có một cháu. Các cháu câu 32 các cháu chọn đáp án gì ạ? Cho FeCl3, FeCl3 tác dụng H4 loãng thì chắc chắn mình thu được khí CO2. Đúng không ạ? Cho Fe3O4 tác dụng H4 đặc nóng dư thì sắt này mới dương 8/3 thì chắc chắn thu được khí SO2 rồi. Vậy mình có là số thí nghiệm thu được chất khí nhá. Số thí nghiệm nghiệm thu được chất khí của chúng ta là mấy ạ? Mấy ạ? Ok mấy ạ? B, C, D. Vậy mình có 3. Đáp án đúng là đáp án B bỏ. 3 thí nghiệm đều thu được chất khí nhá. Sang câu số 33. Sang câu số 33. Tiến hành các thí nghiệm sau ạ. Tiến hành các thí nghiệm sau ạ. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxy hóa khử là. Số thí nghiệm thu được phản ứng. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxy hóa khử là. Nào. Ok ạ. Nào nào nào. Đốt dây magie trong không khí. Đốt dây magie trong không khí. Thì có chắc chắn là mình sẽ có phản ứng là magie cộng oxy rồi. Thì tạo thành MgO, đúng là phản ứng oxy hóa khử thật. Một cháu. Sục khí clo và FeS4 thì chắc chắn là sẽ đâu xóa khử tạo thành sắt dương 3 cộng với lại Cl trừ nhá. Dù gì H4 loãng vào FeNO3 2 lần thì các cháu lưu ý ở đây mình có H cộng này, có NO3 trừ này, có H cộng, có NO3 trừ thì coi như HNO3 nhá. Đây lại có sắt 2 cộng nữa, vậy chắc chắn xảy ra phản ứng xóa khử lên sắt dương 3 cộng NO.
Có tiếp. Ok không ạ? Cho brom vào hỗn hợp gồm NaNO2 và NaOH. Thì ở đây mình có là brom thì vào NaOH thì nó sẽ tạo thành NaBr cộng NaBr. Ô, có. Sục khí CO2 và ông dịch CaOH lần thì không có xảy ra phản ứng xóa khử. Tương tự như vậy, đun sôi dịch CaHCO2 lần cũng không vì không có sự thay đổi số xóa. Vậy hoàn toàn ở đây thì chúng ta có 1 2 3 4 4 nhá. 4 ạ, được chưa? Chúng ta có tổng cộng có 4 thí nghiệm xảy ra phản ứng xóa khử. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D ạ. Đáp án câu 33 của chúng ta là đáp án D. Ok. Cảm ơn tất cả các cháu đã ở đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Hãy share lại video này bởi đây một video free ạ. Câu 34 ạ. Cho phát biểu sau đây, phát biểu về Chrome rồi. Đúng không? Chrome và CrOH 3 lần đều tính lưỡng tính và tính khử sai ạ. Chrome không có tính lưỡng tính ạ. CrO2O3 và CrO3 đều chất rắn màu lục. Sai ạ. Chất rắn màu lục là sai ạ. H2CrO4 và H2CrO27 đều chỉ tồn tại trong dung dịch. Đúng. CrO3 và K2CrO27 đều tính số mạnh. Đúng. Vậy ở đây mình có hai phát biểu đúng nhá. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 35 ạ. Câu 35 ạ. 35 đáp án gì ạ các cháu? 35 đáp án gì ạ? Câu 35 lại là một trong số những câu trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 ạ. Câu 35 ạ, tiến hành các thí nghiệm sau ạ. 35. Tiến hành các thí nghiệm sau ạ. Số thí nghiệm tạo thành kim loại là số thí nghiệm tạo thành kim loại là. Nào, thế các cháu ở trong này thì có bao nhiêu thí nghiệm tạo thành kim loại ạ? Bao nhiêu ạ? Hết nước mất rồi. Bao nhiêu thí nghiệm tạo thành kim loại? Cho kim loại đồng vào dung dịch FeCl3 dư thì đồng thì không thể đẩy được sắt được đúng không ạ? Vứt nhá. Điện phân dung dịch AgNO3, điện cực trơ thì chắc chắn chúng ta thu được Ag cộng với lại HNO3 cộng với lại oxy ạ. Được chưa? Vậy là hoàn toàn thí nghiệm này chúng ta thu được kim loại này. B có kim loại này. Được chưa? Nung nóng hỗn hợp gồm nhôm. Nung nóng hỗn hợp gồm nhôm và FeO không có không khí thì có phải mình thu được Al2O3 cộng với lại Fe không ạ? Vậy anh này mình lại thu được kim loại tiếp. Cho kim loại bari vào CuSO4 dư thì mình chỉ thu được gì ạ? CuOH 2 lần cộng với lại BaSO4 thôi ạ. Chứ không có kết tủa đâu ạ. À sorry, không có kim loại đâu ạ. Vứt ạ. Điện phân Al2O3 nóng chảy thì chắc chắn là mình thu được gì? Nhôm cộng với lại oxy. Nhá, vậy số thí nghiệm tạo thành kim loại là B là tạo thành kim loại này, C là tạo thành kim loại này, E là tạo thành kim loại. Vậy tổng cộng mình có 3 phản ứng tạo thành kim loại. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ 3 cháu. 3 cháu tạo thành kim loại. Ok. Ok ok. Tiếp tục ạ, câu 36 ạ. Câu 36 ạ. Câu 36 ạ. Các bạn nhanh tay comment đáp án xem câu 36 đáp án gì ạ. 36 ạ. Tiến hành thí nghiệm sau. Trong số các thí nghiệm trên, số thí nghiệm chỉ xảy ra một hóa học. Lưu ý ở đây là đề bài hỏi chúng ta là từ chỉ nhá, các cháu phải chú ý ạ. Cái nào là chỉ xảy ra một hóa học ạ? Theo các cháu nghĩ là đáp án gì ạ? Nào, theo các cháu nghĩ nó là đáp án gì ạ? Căng phết nhỉ. Căng như dây đàn đấy nhỉ. Đáp án gì ạ? Nhúng thanh đồng nguyên chất vào dung dịch FeCl3 không có hai điện cực đâu ạ. Đây mình có là đồng cộng với lại sắt 3 cộng để tạo thành đồng 2 cộng cộng với lại sắt 2 cộng, được chưa? Sắt 2 cộng, thế nên là đồng 2 cộng và sắt 2 cộng, vậy thì dẫn đến là anh này không có nhá. Không có. Cắt miếng sắt tây nhá. Cắt miếng sắt tây, sắt trắng thiếc để trong không khí ẩm thì đây mình có hai điện cực khác nhau mặt bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly đây, có. Nhúng thanh kẽm vào dung dịch H2O4. Nhúng thanh kẽm vào dung dịch H2O4 loãng có nhỏ vài giọt CuS4 thì mình sẽ có là kẽm này cộng với lại đồng 2 cộng này thì tạo thành kẽm 2 cộng này cộng với lại đồng này. Đây, đồng bám về bề mặt thanh kẽm, hai điện cực khác nhau ở mặt bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly C có. Đây là hỏi là chỉ xảy ra ăn mòn hóa học thôi. Chỉ xảy ra ăn mòn hóa học thì B là ăn mòn điện hóa vứt, C là ăn mòn điện hóa vứt, A là có ăn mòn hóa học. Chết, chúng mình mất lẻ. Cuốn sợi dây đồng vào đinh sắt thì chắc chắn ăn mòn điện hóa rồi. Vậy đây chỉ có một phản ứng ăn mòn hóa học thôi, đó là phản ứng A nhá. Được chưa? Ok chưa? Vậy chỉ có một thôi, đáp án đúng là đáp án B. Ok, đề bài hỏi là điện là ăn mòn hóa học, vậy chỉ có thể là B thôi ạ. Ok. Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang học thêm buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Hãy share video này lại bởi vì đây một video free ạ.
và giúp chúng mình tan tất cả các bạn của cháu ở đây ạ. À, câu số 37 ạ. À, câu số 37. Thực hiện các thí nghiệm sau sau khi kết thúc phản ứng, sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa là, sau khi kết thúc phản ứng thì số thí nghiệm thu được kết tủa. Đề bài hỏi chúng ta là số thí nghiệm thu được kết tủa nhá. Nào nào. Số thí nghiệm thu được kết tủa là cho dung dịch HCl vào dung dịch, cho dung dịch HCl vào dung dịch NaNO2 dư. Do NaNO2 dư nhá. Do NaNO2 dư nên dẫn đến một điều là mình thu được gì ạ? Kết tủa AlOH 3 lần. Anh này thu được một kết tủa. Al2S3 vào dung dịch HCl dư thì mình không thu được kết tủa nhá. Để bài hỏi là thu được kết tủa cơ. Thì chỗ này nó tạo thành AlCl3 cộng H2S nhá. Không thu được kết tủa. Thu được AlCl3 cộng với lại H2S bay lên nên là nó không có kết tủa. Cho natri vào dung dịch NaOH thì mình thu được NaAlO2 cộng với H2 cũng không thu được kết tủa. Cho NH3 vào dung dịch AlCl3 thì mình thu được kết tủa AlOH 3 lần. Đúng không ạ? Có kết tủa. CO2 vào dung dịch NaAlO2 thì mình thu được kết tủa AlOH 3 lần ạ. Có kết tủa. Cho kim loại nhôm vào dung dịch FeCl3 dư. Dư ạ. Thì nó chỉ tạo thành gì thôi ạ? Nhôm 3 cộng cộng với lại sắt 2 cộng thôi ạ. Không có kết tủa. Không có kết tủa. Vậy số thí nghiệm thu được kết tủa là gì ạ? A là 1, D là 2, E là 3. Mình có 3 phản ứng thu được kết tủa. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án C ạ. Đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án C ạ. Ok ạ. Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học hôm nay và ủng hộ chúng mình ạ. Hãy share video này lại để lên một video free ạ. Câu số 38 cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là. Câu số 38 cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là. Trong này những phát biểu nào là phát biểu đúng ạ? Dipeptide valine lysine có phản ứng màu biure có phải không ạ? Các tripeptide thì mới có phản ứng màu biure, trở lên đi thì không. Đúng không? Tiếp tục ạ. Dung dịch axit glutamic thì làm đổi màu quý tín thành màu xanh. Cho chú Minh hỏi ạ, axit thì làm quý tín đổi thành màu gì ạ? Axit thì làm phải làm quý đổi thành màu đỏ đúng không? Axit glutamic có một nhóm NH2 và hai nhóm COH nên nó sẽ làm quý tín đổi thành màu đỏ chứ không phải màu xanh. Ethyl format HCOOCH3 hay còn được viết gọn là C2H4O2. Công thức đơn giản nhất là CH2O. Và glucose C6H12O6. Công thức đơn giản nhất cũng là CH2O. Vì vậy nên ethyl format và glucose có cùng công thức đơn giản nhất là đúng. Phenylamin có lực bao giờ mạnh hơn ammoniac sai? Ammoniac thì làm quỳ tím chuyển thành màu màu gì ạ? Màu xanh. Còn phenylamin thì không làm quỳ tím đổi màu. Phenylamin thì chính là gì ạ? Anilin đúng không? Vớt. Saccharose có phản ứng thủy phân trong môi trường axit nhá. Đúng. Vậy mình hiện tại đang có C và E đúng rồi. Mình hiện tại đang có C và E là đúng rồi. G. Vinin acetat là mất máu dính được vào rôm. Vinin acetat COO CH nối đôi CH2 có nối đôi CC mất máu dính được rôm đúng. Vậy chúng ta tổng cộng có bao nhiêu nhận định đúng ạ? Vậy chúng ta có tổng cộng bao nhiêu nhận định đúng rồi? Ở bên kia có 2, bên này có 1, vậy tổng cộng chúng ta có 3 nhận định đúng. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D các cháu nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Câu 39. Câu 39 ạ. Cho các phát biểu sau 39. Cho các phát biểu sau. Sau khi mổ cá thì có thể dùng chanh để làm giảm mùi tanh. Thế thì cá chúng ta thì có cái gì ạ? Cá chúng ta thì nó có là nhiều cái bọn amin. Amin thì có mùi tanh. Đúng không? Đúng chưa ạ? Cái gì? À, sorry cả nhà, câu 38. Câu 38 chú Minh mắt lé lại đọc là ethyl format chứ không phải là ethyl format, chỗ này phải là CH5 ạ. HCOOC2H5 thì anh này là C3H6O2 thì không có công thức đơn giản nhất chung đâu ạ. C sai ạ. Phải chỉ có E. Chỉ có E và G thôi ạ. Chỉ có E và G, chú Minh đọc nhầm ạ. Chỉ có E và G đúng, vậy chúng ta chỉ có mấy thôi ạ? 2 thôi ạ. Sorry cả nhà. Mắt lé đấy ạ. Đọc gì ạ? Nhìn là ethyl nhưng đọc thành metin thì là toang luôn. Chỉ có 2 đấy, cẩn thận không mắt lé như chúng mình. Câu 39, cảm ơn cả nhà nhá. Thank you cả nhà. Thank you cả nhà. Câu 39 ạ. Cho các phát biểu sau. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là, số phát biểu đúng là sau khi mổ cá thì có thể dùng chanh để làm giảm mùi tanh. Chính xác, bởi vì là cá chúng ta có gì ạ? Có rất nhiều amin. Amin thì có mùi tanh, đúng không?
Thế thì phải sử dụng một thằng mà tác dụng với amin, thì đó là cái bọn axit đúng không? Vậy đấy, à đúng. Dầu thực vật và dầu nhớt bôi trơn máy đều thành phần chính là chất béo, sai. Dầu thực vật thì đúng là thành phần chính là chất béo thật, nhưng dầu nhớt bôi trơn máy thì thành phần chính của nó là các hydrocarbon ạ. Ý C ạ. Cao su được trùng hợp từ isoprene, còn được gọi là cao su thiên nhiên. Chính xác. Isoprene trùng hợp thì tạo thành cao su thiên nhiên. Ý D ạ, khi làm trứng muối ngâm trứng trong dịch NaCl bão hòa thì xảy ra hiện tượng đông tụ protein. Đúng, chính xác. Thành phần chính của tóc là protein, chính xác tiếp. G, theo các cháu thì cái câu này là đáp án gì ạ? Đúng ạ. Để làm giảm đau nhức khi kiến đốt có thể bôi giấm ăn và vết đốt. À, kiến đốt thì là chúng ta bị bỏng axit nhá, axit là HCOH. Thế thì bôi giấm ăn là có tính axit thì càng bị bỏng hơn ạ. Vậy ở đây phải là gì ạ? Bôi vôi được chưa? Dung dịch CaO 2 lần ấy, hoặc là vôi tô cũng được CaO. Vậy mình có số phát biểu đúng là A là 1, C là 2, D là 3, E là 4. Chúng ta tổng cộng có 4 phát biểu đúng nhá. Được chưa? 4 phát biểu đúng ạ. Ok ạ. Cao su. A đúng. Đúng không ạ? 39 này sau khi mổ cá dùng chanh để giảm mùi tanh đúng. Chanh hoặc giấm đều được nhá. B thì sai rồi. C thì đúng là trùng hợp từ isoprene nhá. D đông tụ đúng. E thành phần chính tóc protein đúng. Vậy mình có A, C, D, E, 4. 4 phát biểu đúng ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ 4 phát biểu đúng. Câu 40 ạ. 40 là toàn bộ về chrome ạ. Dạy dạy cho vui vậy thôi. Chrome là kim loại chuyển tiếp thuộc nhóm 6B, chu kỳ 4, số lượng nguyên tử 24. Đúng không ạ? 6B. 6B á? 3D5, 4S1. Đúng rồi, 6B, chính xác. Oxit của chrome dường như không bị oxy hóa nhiệt độ thường do chrome có lớp màng oxit bảo vệ, chính xác. Trong công nghiệp người ta sản xuất chrome từ chủ yếu từ quặng chromic, chính xác. Hợp chất CrO thuộc loại oxit bazơ, chất rắn màu vàng, tính khử mạnh, đúng. Tính khử mạnh không hẳn cho lắm, tính khử thôi. Nói tính khử mạnh không đúng cho lắm. Hợp chất Cl2O3 tính lưỡng tính, dễ tan trong dịch axit hay kiềm ở mọi nhiệt độ, sai. Khi nhỏ vài giọt dung dịch axit lưỡng tính này, tan dễ dàng trong dịch axit nhưng mà không phải tan dễ dàng trong dịch kiềm nhá. Khi nhỏ vài giọt dung dịch axit vào muối chromat màu da cam thì ta thu được dung dịch mới màu vàng. Axit vào muối chromat màu da cam, sai, thằng này nó phải là màu vàng nhá. Vậy mình có 1 2 3 4 4 nhận định đúng ạ. Ok. Cạo đầu bôi vôi, chính xác. 41 ạ. 41 đáp án gì ở nhà ơi? 41 nào các cháu ơi? Xét các cặp chất sau đây phản ứng với nhau, số phản ứng tạo thành kết tủa là. Đố các cháu biết câu 41 đáp án gì ạ? Đố các cháu ạ. Đố các cháu biết đấy ạ, câu 41 đáp án gì ạ? Căng thẳng nhờ. Xét các cặp chất sau đây phản ứng với nhau, số phản ứng tạo thành kết tủa là. Lưu ý là đề bài hỏi chúng ta là số phản ứng tạo thành kết tủa. Thì mình có này, Na2SiO3 và cộng HCl ấy, thì chúng ta sẽ thu được là H2SiO3, đây là axit cực kỳ thú vị chìm xuống dưới nên cũng có thể coi là kết tủa. Cộng với lại NaCl. Một cháu nha. Một cháu nha. Tiếp tục ạ. Na2H4 cộng với lại BaCl2 thì mình sẽ có S42 trừ cộng với Ba2 cộng để tạo thành kết tủa BaSO4 nha. Hai cháu. Nhìn rõ chưa? Hai cháu. NaAlO2 cộng CO2 chắc chắn mình thu được kết tủa là AlOH 3 lần. 3 cháu. 3 cháu. NaHCO3 cộng với Ba 1 lần dư thì chắc chắn mình thu được kết tủa BaCO3. 4 cháu. Ba 1 lần dư thì BaCO3 không tan trong Ba 1 lần dư. COCl2 và NH3 dư thì không thu được kết tủa bởi vì NH3 tạo phức với lại đồng. NaHS4 thì ở đây có gì ạ? Cộng BaCl2 có S42 trừ có Ba2 cộng. Thằng này trùng nhỉ? Nhưng tôi vẫn cứ tính là một cặp đúng không? 1, 2, 3, 4. Thôi cái này bị thừa. Cái này bị thừa. Đây này. Thằng này chung với cháu nhìn thấy không? Thế thừa nhá. Mình đến 1, 2, 3, 4. Có 4 cháu nhá. Ok không ạ? 4 cháu đáp án đúng là đáp án D. Đáp án đúng là đáp án D. Ok. Ok ạ. Các cháu hiểu bài không ạ? Hãy share video này lại để bên mình. Bởi đây là một video free ạ. Và giúp chúng mình tát tất cả các bạn của cháu vào đây vậy ạ. Ok ạ. Câu 42 ạ. Có 5 dung dịch riêng biệt. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hóa, nhúng vào mỗi dung dịch một thanh sắt nguyên chất. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh sắt nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hóa. CuCl2 mà nhúng sắt vào thì có hai điện cực sắt đồng tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly. Có.
Sắt vào sắt không có hai điện cực, vớt sắt vào bạc có hai điện cực tiếp xúc trực tiếp, có sắt vào HCl không có ăn mòn hóa học, HCl mà có lẫn CU CL2 có. Vậy chúng ta tổng cộng có 1 2 3 3 cháu xuất hiện ăn mòn điện hóa nhá. Được chưa? 3 cháu xuất hiện ăn mòn điện hóa. Vậy chúng ta sẽ có A3. Ok không ạ? Dễ mà. Câu 43 này mới nhiều cháu toang. 43 này mới nhiều cháu toang ạ. Căng thẳng lắm ạ. 43, theo các cháu nghĩ câu 43 đáp án gì ạ? Hãy comment đáp án theo suy nghĩ của các cháu xuống đây vậy ạ. 43 đáp án gì ạ? 43 đầy đứa chết. 43. Cho các chất sau. 43. Cho các chất sau, số chất có thể tham gia phản ứng Tráng Hương. Để thực hiện được phản ứng Tráng Hương thì khi và chỉ khi nó có nhóm chó và nhóm HCOR phải. Acetylen, CH nối 3, CH2, CH có tác dụng với AG nối 3 nhưng không phải là Tráng Hương, kết tụa màu vàng. Acid oxalic COOH, COOH không có Tráng Hương. Acid acrylic C nối đôi C, COOH không có Tráng Hương, vứt tiếp. Đúng không ạ? Formaldehyde HCHO có Tráng Hương, một cháu. Phenylformate HCOO C6H5 có Tráng Hương, hai cháu. Vinyl acetate đây cháu này không có Tráng Hương, vứt. Glucose có Tráng Hương, ba cháu. 1 2 3 cháu rồi. Anhydride acetic CH3 CHO có Tráng Hương, bốn cháu. Metin acetate CH3 COO CH3 không Tráng Hương, vứt. Saccharose có Tráng Hương không ạ? Không Tráng Hương, vứt. Natri formate HCOONa đúng không? HCOONa là có Tráng Hương, lấy. Acetone CH3 CO CH3 không Tráng Hương, vứt. Vậy ở đây chúng ta tổng cộng có số chất Tráng Hương là 1 2 3 4 5. Tổng cộng chúng ta có 5 nhá, tổng cộng chúng ta có 5 chất Tráng Hương. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D ạ. Ok ạ. Cảm ơn tất cả các cháu, cảm ơn tất cả các cháu đã và đang ủng hộ chúng mình ngày hôm nay ạ. Hãy share video này lại ở đây một video free ạ. Và giúp chúng mình tag tất cả các bạn của cháu vào đây ạ. Chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 44 nhá. Câu tiếp theo câu số 44. Dạy các chất sau. Dạy các chất sau, số chất bị thủy phân trong môi trường axit. Lưu ý cho chúng mình là số chất bị thủy phân trong môi trường axit. Môi trường axit ạ. Toluen C6H5 CH3 không bị thủy phân, vứt. Phenylformate nhá. Phenylformate HCOO C6H5 thì cháu này là este. Este này thì chắc chắn có phản ứng thủy phân. Fructose ạ, fructose là monosaccharide không ạ? Glycine valin đây là dipeptide nhá. Dipeptide nó có liên kết peptide, liên kết peptide kém bền. Có thủy phân. Ethylene glycol đối với thủy phân được. Triolein C17H33COO 3 lần C3H5, thằng này là chất béo bị thủy phân. Vậy hoàn toàn chúng ta có, hoàn toàn chúng ta có 1 chất, 2 chất, 3 chất, chúng ta tổng cộng có 3 chất bị thủy phân trong môi trường axit nhá. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. À, ok, chính xác, rất nhiều cháu comment đúng đáp án ạ. Rất nhiều cháu comment đúng các đáp án ạ. Cảm ơn tất cả cháu đã đang ủng hộ chúng mình. Hãy share lại video này, đây một video free ạ. Câu 45 nào ạ. 45 ạ. 45. Lúc này tổng ôn lý thuyết là sướng nhất. 45. Cho các phát biểu sau. Cho các phát biểu sau về carbohydrate. Cho các phát biểu sau về carbohydrate. Để bài hỏi cái gì? Ui, số phát biểu đúng là yêu ơi, nhiều lắm. Làm này không mà phê tít não luôn. Theo các cháu nghĩ 45 đáp án gì ạ? Glu và xác đều chất rắn bị ngọt sẽ tan trong nước. Đúng. Tinh bột và sen đều là polysaccharide, đúng. Trong dung dịch glu và xác thì đều hòa tan siêu hất lần tạo thành phức màu xanh lam, đúng. Ba thằng đúng rồi. Đúng ạ, đúng chặt rồi. Xem à. Dê ạ. Khi thủy phân hoàn toàn, khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và xác trong môi trường axit thì chỉ thu được một loại monosaccharide duy nhất. Tinh bột thì chúng ta thủy phân thu được alpha. Đúng ạ, glucose. Xác này thu được alpha glu và beta fructose, vì vậy đây một loại là sai ạ. Hai loại ạ. E ạ. Đun nóng glucose hoặc fructose với dung dịch AgNO3 trong NH3 này thu được bạc, chính xác.
Có thể phân biệt được glu và phờ rúc bằng dung dịch nước brom. Chính xác. Glu và xác thì đều tác dụng hydro, xác tạo thành sumitôn là sai ạ. Rồi sai ạ. Vậy chúng ta có số phát biểu đúng là vế này có 1 2 3 ABC rồi. EG tổng cộng chúng ta có 5 phát biểu đúng nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, 5. 5 phát biểu đúng. Câu số 46, cho dãy các oxit, bao nhiêu oxit trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH? Bao nhiêu oxit trong dãy tác dụng dung dịch NaOH? NaOH là 1. CH2O3 nhưng đây loãng nhá. Loãng CH2O3 không. SO2, CH2O3 có, CO2 có, PH5 có, CH2O7 có. SO2 loãng là không. CO không. Vậy có 1 2 3 4 5 6. 6 chất, đáp án đúng là đáp án C. 47 ạ. 47 đáp án gì ạ các cháu? 47. Đề bài hỏi là số amin thơm bậc 1. Amin thơm nhưng mà lại là bậc 1 cơ. Số amin thơm bậc 1 ứng với công thức phân tử C7H9N. Vậy nó phải có gì ạ? Có vòng. Thêm một carbon nữa. Amin thơm bậc 1 trục đối xứng đây rồi. 1 2 3 4 đúng không ạ? Chúng ta có 4 nhá. 4 amin thơm bậc 1. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A, 4. Câu 48. Câu 48. Số chất khi cho vào dung dịch HCl hay dung dịch NaOH đều có phản ứng. Số chất khi cho vào dung dịch HCl hay dung dịch NaOH đều có phản ứng. Có nghĩa là nó phản ứng được với cả HCl và cả NaOH đấy. Câu hỏi này tương đương như vậy. Nào mình có này, CH3CONH4, thì anh này thủy phân đúng không? Tác dụng được với cả HCl. Anh này là muối amoni mà thằng này có tính lưỡng tính. Tác dụng được với cả HCl, HCl là axit mạnh đẩy được axit yếu CH3COH ra khỏi muối của nó. Được chưa? Tác dụng được với cả NaOH để tạo thành NH3. Một cháu này. Cháu này thì không tác dụng được với NaOH rồi. Cháu này thì không tác dụng được với lại, chú ý ạ, bari. Trong dung dịch HCl có nước nên bari tác dụng với dung dịch HCl. Trong dung dịch NaOH cũng có nước nên bari tác dụng được với cả NaOH. Tí chết luôn. Al2O3 là oxit lưỡng tính, tác dụng được với cả HCl và NaOH là đúng rồi. CH3CONa không tác dụng được với NaOH. C6H5ONa không tác dụng được với NaOH. Muối của natri đúng không ạ? ZnOH 2 lần là hydroxit lưỡng tính, có phản ứng. NH4Cl không tác dụng được với HCl. KHCO3 thì có ion HCO3 nhá. Có ion HCO3 trừ là có tính lưỡng tính, vậy có phản ứng. NH4HS4 thì không phản ứng với HCl. Nhôm thì tác dụng với cả HCl và tác dụng với cả NaOH. NH4 2 lần CO3 thì có NH4 cộng tác dụng với NaOH, CO3 2 trừ thì tác dụng được với H cộng. Vậy tổng cộng mình có này, 1 2 3 4 5 6 7. Chúng ta tổng cộng có 7 chất nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Chúng mình thấy có rất nhiều bạn comment đúng luôn ạ. Cảm ơn tất cả các cháu đã đang và theo dõi và ủng hộ chúng mình ạ. Đây là cuốn sách 2000 câu ạ. Câu 49. Câu 49 ạ. Chất X bằng một phản ứng tạo ra CH5OH. Và từ CH5OH bằng một phản ứng tạo ra chất X. Trong các chất, số chất phù hợp với chất X là, câu này rất là hay. CH2 thì từ một phản ứng thì có tạo được thành CH5OH không ạ? Không ạ. Bỏ ạ. CH4 cộng nước thì được. Nhá. Thế từ CH5OH tách nước thì tạo thành CH4 được. Anh này không được. CH3CHO cộng hydro thì tạo thành CH5OH. CH5OH O cộng với CuO thì ngược lại tạo thành CH3CHO. Được. CH3CH5OH lên men thì tạo thành CH3COH. Nhưng CH3COH quay ngược trở lại thành CH5OH thì không được. CH3COCH5 thì thủy phân tạo thành CH5OH. Nhưng CH5OH cộng với CH3COH thì tạo thành CH3COCH5. Được. CH5ONa nhá, mà tác dụng với lại HCl thì tạo thành CH5OH và CH5OH cộng với lại natri thì tạo thành CH5ONa. Glucose thì lên men tạo thành CH5OH nhưng mà CH5OH thì không bao giờ quay ngược trở lại thành glucose được. Vậy số chất phù hợp với X ở đây chúng ta là có mấy ạ? 1 2 3 4, chúng ta có 4 chất phù hợp với X nhá. 4 chất phù hợp với X, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D ạ. Ok ạ. Nào, câu cuối cùng của buổi tối hôm nay ạ, câu 50 ạ. Câu 50 đáp án gì ạ cả nhà? Câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay ạ. Cho các cặp chất sau
cho cặp chất sau, số cặp chất xảy ra phản ứng hóa học ở nhiệt độ thường phải xảy ra phản ứng hóa học ở nhiệt độ thường ạ. Câu cuối cùng của tôi ngày hôm nay ạ. Bạc cộng cộng với sắt hai cộng thì tạo thành bạc cộng với lại sắt ba cộng, đúng không? Có H2S vào FeCl3, đây có S2 trừ, đây sắt 3 cộng thì nó tạo thành là sắt 2 cộng cộng với lại S nhá, có. Khí H2S vào dung dịch PbNO3 2 lần thì chắc chắn mình thu được gì ạ? PbS nhá. Hg và S thì tạo thành HgS, đúng không ạ? CuS vào dung dịch HCl thì không xảy ra bởi vì Cu không tan trong HCl. Vứt ạ. Khí clo vào dịch NaOH nhá thì tạo thành gì ạ? NaCl cộng với lại NaClO. Có. Vậy số phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thường là 1 2 3 4 5. Chúng ta có tổng cộng có 5 phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thường. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok ạ. Hôm nay chú Binh đã hướng dẫn cho các cháu giải đến câu số 50 và hẹn các cháu lại vào các cái buổi tối sau. Chúng ta sẽ chữa tiếp từ câu 51 trở đi, chúng ta có 250 câu đếm nhận định ạ. Hãy click vào nút chuông, hãy đặt xem trước fanpage chú Minh để nhận được thông báo khi chú Minh livestream ạ. Fanpage chú Minh là thầy Minh Myelin hóa học và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi buổi học ngày hôm nay. Bye bye, hẹn gặp lại ạ.
Chị à,